Nghe trộm dưa đấy. Nghe trộm dưa đấy các bạn. Trộm dưa. Dưa chuột đấy. Nhiều phết. Đi đâu ấy? Ơ. Này ăn trộm cả hành kìa. Hành ai đây? Kéo quần lên à? Hết cả hàng. Dầu xanh à? Bắt quả tam trộm nhé. Người đẹp đi ăn trộm dưa. Dưa này, nhiều thế. Bà luôn này nhiều dưa. Làm gì ấy, ăn trò gì ấy. Dạ, quả kìa. Đây, quả đây. To. Sao ăn trộm dưa. Dưa nhiều thế. Gì? Sao? Nhà nào đây còn quả giàn nhỉ? Khi dưa nó thóng xuống kinh lắm ấy nhỉ? Cải xanh rồi. Mướt mượt mượt. Hai vợ ăn làm gì? Lấy nhanh lên. Họ sang bắt gì vậy? Đây là bông hoa dưa này. Đấy. Đấy, bông hoa dưa đấy. Quả dưa con đấy. Các bạn thấy hoa đực chưa? Đây hoa đực này, đấy hoa đực của dưa này. Đấy, mà được đấy. Nghe ra. Hoa đực để thụ tinh cho hoa cái. Để hoa cái dưa này. Hình như hơi tối. Cho trên này xuống. Hoa đực. Đây hoa đực của dưa ấy. Chị ở đây. Dưa chuột. Dưa, đấy, quả dưa. Dưa to, dưa nhỏ. Ui, cho anh nhiều không? Hoa dưa lại vàng như hoa mướp. Ây, quả dưa này.